vì sao Tô Chủ tịch chỉ đạo Bộ Công an bắt Huy Đức tại thời điểm hiện nay. Đêm 1 tháng 6, tin nhà báo nổi tiếng Huy Đức, tức Facebook Trương Huy San, bị khởi tố và bắt tạm giam đã làm chấn động mạng xã hội. Có ý kiến so sánh tin Huy Đức bị bắt được công luận quan tâm, ngang với việc bắt ủy viên Bộ Chính trị. Theo giới thạo tin, đây là điều một số người, trong đó có cả bản thân nhà báo Huy Đức, đã biết từ trước. Bởi trong chế độ này, đó là vấn đề sẽ xảy ra, chỉ là đến nhanh hay chậm mà thôi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lý do người ta bắt Huy Đức lúc này có liên quan đến một số status mang tính nhạy cảm, động chạm đến một số nhân vật lãnh đạo cấp cao như Tổng Trọng hay cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, mà nay là ông Chủ tịch nước Tô Lâm đầy quyền lực, mặc dù ông cũng rất nhiều scandal, bò rắt vàng tại Anh hoặc bắt cóc Trịnh Xuân Thành tại Đức. Cụ thể, trong status những suy nghĩ không rời rạc, viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 28 tháng 5, hay bài Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Trước đó ít ngày được cho là động chạm đến các chính sách của Bộ Công an và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đáng chú ý, nhà báo Huy Đức được đánh giá là một nhân vật gây tranh cãi. Luật sư Đặng Đình Mạnh trong sa sút sao lại hồ hởi với việc Ô Xin bị bắt đã đưa ra nhận xét. Nếu các bạn cho rằng Huy Đức là người được ông Trọng chống lưng, tôi đồng ý. Nếu các bạn cho rằng Huy Đức là cây viết đấm đá cho phe cánh trong chế độ, tôi vẫn đồng ý. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận Huy Đức đã không viết để đánh người chống lưng mình. Có ý kiến cho rằng cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế hay Huy Đức và một số cây bút nổi tiếng nằm trong nhóm truyền thông của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức Tư Sang. Đầu năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Công Khế. Khi đó có những tin rò rỉ sau khi Nguyễn Công Khế sẽ là Ô Xin Huy Đức. Nhà báo Huy Đức vốn là người dân gốc Hà Tĩnh và là đồng hương của ông Trương Tấn Sang. Ông Tư Sang là dân Đức Hòa, tỉnh Long An, nhưng có quê gốc gác tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, và là lãnh tụ tinh thần của phe chính trị Hà Tĩnh. Nhà báo Huỳnh Văn Hoa, một đồng nghiệp của Huy Đức, tiết lộ trên trang Facebook cá nhân như sau. Ngoài đời, Huy Đức thường chơi với một nhóm sĩ quan an ninh cao cấp gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ở Sài Gòn. Họ thường gặp nhau ăn sáng vài tuần một lần tại một nhà hàng trên đường Sương Nguyệt Anh, quận Nhất. Có thể từ nhóm bạn đồng hương này mà Huy Đức khai thác nhiều thông tin thuộc loại quý hiếm mà các báo khác không có được. Nhiều người đoán rằng chắc chắn anh ta sẽ bị bắt, song điều đó đã không xảy ra. Tôi nghĩ có phần bảo kê của nhóm đồng hương Nghệ Tĩnh, thậm chí ở cấp cao hơn. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Bộ Công an lại bắt Huy Đức ngay tại thời điểm này khi cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng đang đi tới hồi kết thúc? Theo một số ý kiến, trong các thời gian gần đây, ông Tư Sang có các chuyến đi giáo diết, vận động Tổng Bí thư và các cấp có thẩm quyền lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, làm thất thoát của nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Theo đó, trong vụ AVG, tài liệu đã đóng dấu mật, thậm chí là tối mật với những công văn trao đổi giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an, giữa ông Tô Lâm và ông Trương Minh Tuấn, được tung ra. Phía Tô Lâm định áp dụng bài cũ với lập luận ai là kẻ tung tài liệu mật này thì quy tội đối thủ. Nhưng đối thủ của Tô Lâm đẳng cấp hơn đã lập luận rằng tại sao những tài liệu này được xếp vào hàng loại mật. Một nguồn tin từ nội bộ tiết lộ, nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà muốn xử ông Tô Lâm thì việc đã xong từ lâu rồi, nhưng không bao giờ có chuyện đó vì quyền lợi giữa ông Trọng và Tô Lâm trước đây đan xen bám chặt vào nhau. Hơn thế nữa, duy nhất ông Trương Tấn Sang, người theo đuổi vụ AVG này từ nhiều năm nay, ông Tư Sang chính là người mang những hồ sơ này cung cấp cho nhóm truyền thông của mình rồi tung ra các tài liệu đánh Tô Lâm. Trong đó có Nguyễn Công Khế, Trương Huy Đức, tức là Huy Đức, và một số nhân vật khác với những bút danh lạ hoắc của nhóm truyền thông bẩn như Nguyễn Văn Tung, Hoàng Việt vân vân. Khả năng cao nhà báo Huy Đức sẽ bị khởi tố với một tội danh nào đó theo điều 321 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Hoặc lại theo điều 117 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc gây tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ luật Hình sự vào năm 2015. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Chủ tịch chỉ đạo Bộ Công an bắt Huy Đức
tại thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cựu bí thư nhận 5 tỷ quả biếu, không bị truy tố, phép thử của Tổng Trọng với Tô Đại ra sao? Công cuộc chống tham nhũng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016 cho đến nay mới với chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Một số dân chúng tin rằng chủ trương này sẽ được Đảng của ông Trọng áp dụng triệt để. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 29 tháng 5 đưa tin cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên hơn 5 năm tù. Bản tin cho biết sau 9 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 29 tháng 5, Tòa Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án cựu bí thư Nguyễn Văn Vịnh 5 năm 6 tháng tù và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Doãn Văn Hưởng 4 năm tù. Cả hai cùng bị kết tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác trái phép 1,5 triệu tấn apatit. Riêng bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, đã bị tuyên mức án cao nhất lên tới 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội rửa tiền. Ngoài ra, còn nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ, công chức của tỉnh Lào Cai cũng bị tuyên phạt tù giam với mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 3 tháng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vào năm 2009, công ty Lilama được cấp giấy phép đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,7 hectare. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai sau đó đã có văn bản cho phép công ty Lilama tận thu gom góp quặng apatit. Công ty Lilama đã lợi dụng việc này công khai đào quặng trái phép và bán chui cho công ty apatit Việt Nam. Tổng cộng có hơn 1,5 triệu tấn quặng đã bị khai thác và tiêu thụ trái phép, thu lợi bất chính hơn 610 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra trong vụ việc nêu trên, công ty Apatit Việt Nam thu lợi bất chính 184 tỷ đồng. Giám đốc Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng 177 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền lợi bất chính, ông Thừa mượn từ tài khoản từ 12 người để chạy dòng tiền trước khi rút ra sử dụng cá nhân và đưa hối lộ. Truyền thông nhà nước cho biết trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã khai nhận từng đưa tiền hối lộ cho các cá nhân là các lãnh đạo, các cán bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ. Trong số này, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được biếu 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc bí thư tỉnh Lào Cai nhận 5 tỷ đồng của doanh nghiệp lại không bị truy tố về tội danh nhận hối lộ với lý do theo hội đồng xét xử. Đây là việc nhận quả biếu tình cảm hoàn toàn không có biểu hiện vụ lợi nên được miễn truy tố. Công luận đã so sánh vụ việc này với vụ cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã dùng tới 200.000 đô la nhận được trực tiếp từ Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt nhưng lại không bị truy tố về tội nhận hối lộ với lý do chiếc túi đựng tiền bị bỏ quên và ông Anh đã có ý nộp lại nhưng không kịp. Trong status với tiêu đề thoát án tử hình, nhà báo Lưu Trọng Văn đã bày tỏ trên trang cá nhân như sau. Trong khi ông Vịnh nhận 5 tỷ đồng thì gọi là quả Tết của doanh nghiệp khai thác tài nguyên, thật hài hước và chua xót cho nền tư pháp của tỉnh Lào Cai khi coi việc nhận 5 tỷ đồng này là quả Tết, chứ không phải là nhận hối lộ để rồi không truy tố tên Vịnh này. Trong khi căn cứ theo điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 thì người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận hoặc nhận lợi ích vật chất khác nhau trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Công luận đặt câu hỏi là tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai lại bỏ qua không truy tố đồng thời tiếp tay cho bị cáo Vịnh thoát án 20 năm tù hoặc chung thân hoặc tử hình. Nền tư pháp nước nhà đang bị khủng hoảng không chỉ pháp lý mà cả công lý và niềm tin của người dân. Vẫn theo nhà báo Lưu Trọng Văn, phải chăng trước thực tế nhiều quan tham nhận hối lộ hàng trăm tỷ, ngàn tỷ vẫn thoát án tử hình, cho nên tên bí thư Vịnh chỉ nhận có 5 tỷ, theo các quan công tố là số tiền quá bèo nên không đáng để ghép tội nhận hối lộ. Đó là lý do vì sao mỗi khi nhắc đến công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư, đa số người dân không còn tin tưởng và cho rằng Tổng Bí thư nói không có vùng cấm,
nhưng luôn có cái gọi là vùng kín. Đây là vùng đặc quyền dành cho các đàn em thân cận của Tổng Trọng mà ít người biết được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin cựu bí thư nhận 5 tỷ quả biếu không bị truy tố, phép thử của Tổng Trọng với Tô Lâm phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d.